Bệnh sởi là bệnh rất là kinh điển, mà tiếng ông bà mình hồi xưa gọi là ban đỏ đó. Bệnh sởi thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, miễn sao cái người đó mà chưa có được cái miễn dịch với sởi đó, thì khi tiếp xúc với bệnh sởi gần như là 90% họ sẽ bị mắc bệnh sởi. Thì cái người chưa có miễn dịch là người chưa có chích ngừa và cũng chưa có mắc bệnh. Thành ra cái đối tượng trẻ em là dễ mắc bệnh sởi nhất. Thì con nít sợ nhất là những con nít mà dưới 12 tháng khi mắc bệnh sởi đó, thì nó sẽ có rất là nhiều biến chứng và có những cái biến chứng gây đến tử vong, suy dinh dưỡng còi cọc và thậm chí là nó sẽ suy giảm miễn dịch, sau đó bội nhiễm mắc thêm nhiều cái bệnh khác như là bệnh lao chẳng hạn. Sởi thì thường nó khởi phát bằng cái giai đoạn đầu là sốt rất là cao, và sau đó sẽ kèm ho, rất là nhiều. Rồi sởi thì đặc biệt cái tính chất của nó là cái ban, thì cái ban của sởi rất là đặc biệt. Khi nó ra ban nó vẫn còn sốt và nó ra ban ở tuần tự, đầu tiên là chân tóc, sau đó xuống mặt, sau đó thân mình. Và cái ban này cũng rất là đặc biệt, ban đầu thì nó đỏ và khi xuống thân mình thì nó bay dần dần thì nó tạo nên một vết thâm. Thì ông bà mình hồi xưa thì gọi là ban đỏ là lúc nó còn đỏ, thâm da lại thì gọi là ban đen, và khi cái thâm da nó bong ra nó có mảng trắng gọi là ban trắng. Và thậm chí là sau những cái đứa nhỏ mà suy sau mắc sởi á, nó suy dinh dưỡng như là nó còi cọc như con khỉ, người ta gọi là ban khỉ nữa. Thì cái ban, cái bệnh sởi không, nó gọi rất là nhiều thứ. Thì cái triệu chứng nó sốt rất là cao kèm theo ho rất là nhiều, và đặc biệt của sởi đó là nó sẽ vừa sốt vừa ho, vừa lừ đừ, vừa bỏ ăn, vừa đỏ mắt đó. Thì rồi sau đó có thể có tiêu chảy, rồi có thể tiêu ra máu, và cái bệnh này nó diễn tiến 4-5 ngày lận và nó làm đứa nhỏ rất là đừ. Rồi sau đó nếu mà có biến chứng á, thì có thể là viêm phổi làm thở nhanh, rồi cũng có thể là tiêu đầm máu, rồi cũng có thể là viêm não làm co giật. Thì tùy theo cái giai đoạn của đứa trẻ bị sởi mà cái triệu chứng nó có khác nhau. Bệnh sởi là bệnh rất là hay lây, phát tán chỉ có từ người sang người thôi. Con virus đó thì nó có thể có trong cái vùng họng á, của cái người mắc bệnh sởi đó. Và trước khi nó ra ban 1-2 ngày nó đã có thể lây rồi. Và khi người khác nói chuyện, rồi văng cái giọt nước, giọt bắn ra, rồi cái người chưa bị hít vào, hoặc là chính cái giọt bắn đó nó sẽ bám vào tay của cái người khác, rồi nó bám vào những cái vật bám ở dưới đất, hay là trên mặt bàn, hay là tay nắm cửa đó. Thì người khác cũng nắm cái đó, đi di chuyển đi, thì nó phát tán bệnh virus sởi đi khắp nơi. Và những người nào chưa có miễn dịch khi gặp virus sởi thì khả năng mắc bệnh sởi rất là cao. Chúng ta biết cái bệnh sởi á, mình muốn duy trì không có bệnh sởi hay là không có dịch sởi á, thì cái miễn dịch nền của cái dân số nó phải rất là tốt. Mà cái miễn dịch nền của dân số nó phụ thuộc vào chích ngừa. Người ta tính toán nếu như mình chích ngừa mà không đạt được 96% trở lên á, của cái cộng đồng đó, mà không may tới mùa mà có một người ngoại lai nào mắc sởi vô cái cộng đồng đó, thì gần như sẽ bùng thành một cái dịch sởi. Như vậy thì chúng ta biết là trong vòng 2 năm nay chúng ta thiếu hụt cái vaccine sởi. Và thiếu hụt như vậy thì chắc chắn là chúng ta không thể nào chích đạt được 98%. Và khi không đạt được như vậy thì nếu mà tới mùa sởi đó, thì thường thường cái mùa sởi nó khoảng từ tháng 12 là nó có lai rai, rồi tháng 2 tới tháng 6 là đúng cái đợt dịch của nó đó. Thì nếu mình bây giờ mình không có kiếm cái cách nào để mình phủ cái độ ngừa đó, thì có khả năng tới tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 6 nó sẽ bùng thành một cái trận dịch sởi. Cái nguy cơ có trận dịch sởi hay không là tùy thuộc vào bây giờ nè, mình cái độ phủ mình như thế nào thì nó mới quyết định được. Chúng ta biết bệnh sởi là cái bệnh lây qua đường hô hấp. Thì cái việc mà phòng ngừa cơ bản của chúng ta đó là phải rửa tay, người bệnh phải mang khẩu trang, phải vệ sinh cái phòng khi mà trong phòng nó có người bệnh. Nhưng điều đó rất là thụ động, bởi vì chúng ta biết là con người là phải sinh hoạt, phải đi tới đi lui đó. Cho nên chỉ có vaccine á, thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta ngăn ngừa được cái bệnh sởi thôi. Còn những cái biện pháp thông thường khác á, nó chỉ hạn chế phần nào thôi.